nuôi hươu lấy thần dược, huyện miền núi thu về mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Nghề nuôi hươu sao lấy nhung tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mỗi năm huyện thu về hàng trăm tỷ đồng từ tiền bán nhung hươu và hươu giống. Với đặc thù địa hình miền núi có nhiều cây cỏ phát triển, từ bao đời nay, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh được biết đến là thủ phủ của nghề nuôi hươu lấy nhung. Từ những năm 1990 đến nay, hươu trở thành vật nuôi chủ lực giúp người dân ở huyện Hương Sơn thoát nghèo. Đây được xem là nghề truyền thống và là nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ dân miền núi Hà Tĩnh. Trải qua nhiều thăng trầm, những năm gần đây, ngoài việc phát triển tổng đàn, nhờ được đầu tư chăm sóc, tập huấn đầy đủ kiến thức, nên các sản phẩm từ nhung hươu được nhiều người biết đến. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn cho biết, khoảng 4 năm trở lại đây, thị trường hươu giống và sản phẩm từ nhung hươu trở nên nhộn nhịp, người dân chỉ cần nuôi mà không cần lo đầu ra. Nhung mấy năm nay giá thành cũng lên cao nên nông dân phấn khởi, gia đình chúng tôi có 5 con hươu đực và 3 con cái. Như năm vừa rồi tiền bán nhung hươu được khoảng 40 triệu và 3 con hươu giống hơn 40 triệu nữa, ông Tuấn vui vẻ nói. Cũng theo ông Tuấn, vòng đời của một con hươu là khoảng từ 10 đến 13 năm. Khi hươu già đi thì bán thịt nuôi lứa mới. Mỗi năm nhung nếu chăm sóc tốt thì hươu đực sẽ cho 2 lứa nhung liên tục, còn không chỉ cắt được một cặp một vụ. Như ở quê thì mỗi nhà làm vài ba sào ruộng chỉ đủ để ăn quanh năm, còn lại diện tích đất để trồng cỏ và chăm hươu. Nhờ hươu mà cuộc sống của gia đình dần trở nên ổn định, có tiền cho con cái đi học đại học. Theo người dân Hương Sơn, hươu dễ chăm sóc, lượng thức ăn ít hơn so với nhiều loại gia súc khác, nhưng hiệu quả kinh tế lại cao gấp nhiều lần. Thức ăn chủ yếu của hươu là các loại lá, quả, trái cây, cỏ có sẵn trong vườn, trong rừng, rất dễ kiếm nên chi phí nuôi hươu thấp. Trước đây, mỗi cặp nhung hươu bình quân nặng từ 0,5 đến 1 kg, nhưng mấy năm gần đây, có những con giống tốt thu lộc lên đến 5 kg. Ông Nguyễn Xuân Tiến, trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn cho biết, theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hương Sơn, hiện nay toàn huyện có trên 42.000 con hươu. Sản lượng nhung hươu thu hoạch hàng năm ước đạt từ 16 đến 18 tấn, tương ứng với 250 đến 270 tỷ đồng. Nhờ nuôi nhung hươu đã giúp cho nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên làm giàu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.